Sâm Hoàng Nhật xin chào cả nhà. Em tiếp tục lên sóng cái chiếc máy lọc không khí để các bác phục vụ bảo vệ sức khỏe gia đình. Một chiếc máy lọc không khí của hãng Sharp Nhật nội địa, thương hiệu rất là nổi tiếng trên cái thị trường toàn thế giới rồi. Vì sao mà các bác hay mua hàng nội địa? Thật sự là vì nói các bác là những người mua hàng nội địa là những người mà rất là coi trọng về cái chất lượng và cái sự tinh tế của cái hàng Nhật họ sản xuất trong nước, hay là gọi là hàng Nhật nội địa đấy. Sản xuất ở cái tiêu chí cao nhất, tiêu chuẩn cao nhất, mọi thứ đầy đủ nhất, chứ không như là các cái hàng xuất đi hoặc các hàng siêu thị. Bình thường các cái bác mua các cái máy lọc không khí ở hàng siêu thị thì đa số là bị thiếu mất cái phần buồm. Thiếu mất cái phần buồm các bác nhé, tức là phần bình nước là buồm này. Đây. Thực sự ra để sản xuất ra một cái máy mà nó có cái phần buồm này nó tốn kém hơn rất là nhiều so với một cái máy bình thường mà không có buồm. Để thiết kế được buồm thì phải thêm các cái tính năng trên phần về phần mạch điện tử. Thêm tính năng các cái phần cơ khí bên ngoài là thêm phần bình nước, thêm phần màng tạo ẩm nữa, rất là phức tạp. Đây. Rồi thêm về các cái phía phần như là đồng hồ báo độ ẩm, cảm biến ẩm, nói chung là sản xuất ra đắt gấp đôi so với cả một cái máy bình thường chỉ có lọc không khí. Nếu với một cái máy bình thường chỉ có lọc không khí không thôi thì các bác tưởng tượng nó cũng như là một cái chiếc quạt, các bác để một cái màng ở đây. Đấy. Và thêm có thể thêm một tính năng ion. Nhưng đối với một cái máy lọc không khí của Sharp thì đến nhập về Việt Nam thì đa số gần như 100% đều có tính năng buồm. Còn những cái máy mà không có buồm thì về đến Việt Nam mình gần như là vứt đi, không bán, không ai mua. Cho nên các bác à, nhưng các bác rất là sành thì các bác hay thường mua các cái máy nội địa là như vậy. Điện thì sử dụng siêu tiết kiệm luôn, chỉ có vài chục watt thôi. Công nghệ Eco Navi rồi công nghệ ion những các thứ của Sharp hay là các thứ đầy đủ. Đấy, Eco thì Eco Navi thì của Pana mà Sharp thì có ion. Rất là tiết kiệm điện, khử khuẩn. Đây là một cái con máy Sharp KCI45 các bạn này. Rất là đẹp nhé. Máy thiết kế rất là đẹp, giá cả thì cực rẻ hợp lý luôn. Đây. Hiện tại con này em đang bán là 2,1 triệu. Hàng Nhật nội địa thì nó sử dụng điện lưới 100V thì em đã đấu điện 220V cho các bác rồi. Không cần phải sử dụng ổn áp cắm ngoài nữa, rất là tiện. Các tính năng của máy sử dụng cũng rất là dễ thôi, mặc dù chữ Nhật nhưng họ thiết kế rất là dễ. Tắt nguồn này, bật chế độ này là lọc không khí và buồm này. Chế độ này chỉ lọc không khí không này, chế độ này lọc nhanh này. Này. Chế độ này khóa chém giữ 3 giây này, khóa này. Này, các bác không bấm được. Này. Giữ 3 giây nó mở này. Tắt bật ion này các bác này. Đèn ion. Các chế độ lọc khác nhau này, tốc độ lọc khác nhau. Đồng hồ điện tử báo phần trăm độ ẩm đang là 68%. Báo đèn không có máy không có nước này. Cảm biến báo bụi mùi các thứ ở đây, nếu mà phòng các bác bẩn thì nó sẽ báo lên đỏ, mà sạch sẽ thì báo xanh. Em sẽ lấy một cái máy đo độ bụi mịn 2.5 em vừa sắm để kiểm tra các cái chức năng của máy. Hiện tại hôm nay sau cái cơn bão ngày hôm qua, môi trường khá sạch các bạn ạ. Bình thường khu vực này của em có bụi mịn 2.5 PM nó phải lên đến 5-6-70. Nhưng mà sau ngày hôm qua có trận mưa nhiều cho nên là bụi mịn khá sạch. Nhưng tuy nhiên mình cho thử vào máy xem nó có sạch hơn không. Đấy. Lượng bụi mịn sau khi được đi qua cái màng HEPA ở đây thì sẽ đi ra cái lượng gió sạch ở đây, các bác thấy nhé. Lượng bụi mịn gần như giảm xuống bằng 0. Còn chỉ còn có đây 0.02 thôi. Các bạn nhìn chưa? Rất là hiệu quả. Con này em để số 1 nhé, em bán là 2,1 triệu. Tiêu phí vận chuyển đã đấu đổi điện rồi, bác nào lấy các bác liên hệ nhé. Chào các bác.